nghe cho con nghỉ học chưa? Hey, wait a minute. Không, không, anh ơi, anh nói như này là dở rồi. Bỏ chơi chứ sao mà bỏ học được. Chắc mình phải hủy bỏ đồ anh này thôi. Và mình là Ngọc Linh. Hãy cùng mình tìm hiểu xem tin tức tuần này có gì đặc biệt nhé. Nhưng trước hết, hãy cùng mình điểm nhanh xem tuần vừa rồi có những gì nổi bật nhé. Venom The Last Dance. Đây cũng là phần cuối cùng trong loạt phim riêng về kẻ ác nhân truyền kiếp của Spider-Man. Phim được ấn định lịch chiếu ngày 25 tháng 10 năm nay. Tuy là phần cuối của loạt phim, nhưng Venom sẽ sớm tái xuất trong vũ trụ điện ảnh Marvel thông qua một phần cơ thể ký sinh của Venom vô tình bị bỏ lại MCU sau phần phim Spider-Man No Way Home. Dầu gió Trường Sơn gần đây gây chú ý khi tung ra TVC quảng cáo mới, được đánh giá cao với kỹ xảo AI nuột và nội dung siêu anh hùng nhưng đậm chất Việt Nam. Đặc biệt, đoạn quảng cáo 3D dài 2 phút với các nhân vật được tạo ra hoàn toàn bởi đội ngũ người Việt Nam. Chưa đầy 24 giờ, MV APT của Rose Blackpink và Bruno Mars đã chính thức trở thành màn kết hợp nam nữ có lượt xem ngày đầu cao nhất YouTube năm 2024 với hơn 25 triệu lượt xem, xô đổ kỷ lục trước đó của Taylor Swift và Post Malone với bản hit Fortnite. Messi lập hat-trick trong vòng 11 phút giúp Inter Miami lập kỷ lục trở thành đội giành nhiều điểm số nhất trong một mùa giải MLS. Qua đó, kết thúc mùa giải MLS 2024 với vị trí nhất bảng miền Đông. Đừng vội rời màn hình nhé, vì ngay sau đây là những tin tức chính của tuần này. Nghệ sĩ là một trong những đối tượng được công chúng đặc biệt quan tâm. Mọi hành vi, lời nói của họ đều ảnh hưởng tới một bộ phận quần chúng, đặc biệt là những người hâm mộ. Chính vì vậy, trách nhiệm và sự cẩn trọng của nghệ sĩ trong phát ngôn và ứng xử luôn cần được đặt lên hàng đầu. Trên thực tế, không phải nghệ sĩ nào cũng ý thức được điều này. Có những nghệ sĩ bị cộng đồng lên án vì những lời nói, hành vi thiếu suy nghĩ, thậm chí là lệch chuẩn, phản cảm. Nhiều nghệ sĩ KOL đã phải nhận lấy trái đắng cho những hành vi, ứng xử lệch chuẩn của mình. Trong đó, có người đã vĩnh viễn phải rời khỏi showbiz vì những sai lầm không thể tha thứ. Có thể thấy, các nghệ sĩ và người nổi tiếng cần nêu cao trách nhiệm trong mỗi lời nói, phát ngôn bởi mỗi thông điệp họ đưa ra đều có sức ảnh hưởng sâu rộng đến công chúng. Mình sẽ không thần tượng người đó nữa bởi mình thấy những hành vi lệch chuẩn có là những người có suy nghĩ lệch lạc và nó không phù hợp với xã hội hiện nay ạ. Dù đã làm nhiều điều tốt nhưng mà khi đã làm một điều xấu thì mình ấy sẽ không còn yêu thích nữa. Unfollow và không quan tâm và không thích ca sĩ đấy nữa. Ví dụ như kiểu Diddy và 1000 chai dầu em bé. Nếu mà idol của mình mà sửa được lỗi sai của mình thì mình sẽ tiếp tục follow người đấy. Mình sẽ không tẩy chay gì, kiểu mình sẽ kiểu không quan tâm người ta nữa. Không nên chửi hay là ném đá và công kích. Bởi vì những cái lời công kích đấy trên mạng xã hội, qua mạng xã hội thì nó được coi là bạo lực qua mạng. Và không ai là không mắc sai lầm và cũng không ai là hoàn hảo hoàn toàn cả. Nên là đôi khi chúng ta cũng nên tha thứ cho họ. Fan hâm mộ là động lực giúp các idol thành công. Nhưng chính họ có thể giữ lại sự ủng hộ đó. Tiên học lễ, hậu học văn. Không chỉ có tài năng mà trách nhiệm trong hành động, lời nói mới là điều đặc biệt để các nghệ sĩ giữ lại sự yêu thương từ công chúng. Tháng 9, MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, một YouTuber đang có nửa tỷ người hâm mộ với khối tài sản cá nhân hàng triệu đô la Mỹ. Anh đang phải đối mặt với vụ kiện dài 54 trang vì tạo ra một môi trường làm việc độc hại tại trường quay Beast Game, một chương trình truyền hình thực tế do Donaldson và Amazon kết hợp thực hiện. MrBeast là một YouTuber nổi tiếng nhất ở Mỹ, đã giành được hơn 300 triệu người đăng ký. Những video của anh ấy đã đưa ra những thử thách và cũng đưa góp những số tiền cho những người thử thách đến chơi. Mình thấy thú vị và hay, tại vì mình hay xem lúc ăn cơm. Mình thấy khá là ý nghĩa vì có giúp đỡ người nghèo. Mình rất hứng thú khi xem video của MrBeast. Mình thấy rất là thú vị và thấy anh ta rất giàu ạ. Mình cảm thấy video rất là hay, nội dung hay nhưng mà có lúc thì hơi lố bịch và có lúc hơi nhảm nhí một tí. Rất là thú vị với cả là muốn góp mặt trong đấy để lấy tiền. Hay nhưng mà hơi xàm. Thí sinh tham gia chương trình kiện Donaldson, dung dưỡng văn hóa kỳ thị giới và phân biệt đối xử với phụ nữ. Người tham gia phải chịu đói và kiệt sức vì các bữa ăn được cung cấp thưa thớt và ít ỏi. Năm 2021, Donaldson bị 11 nhân viên cũ cáo buộc tạo ra môi trường làm việc thù địch và có thái độ trước sau máy quay khác nhau. Các cựu nhân viên nhận xét, vô YouTube quá cầu toàn và chẳng ai có thể chiều theo. Bản thân mình thấy là có những một chút độc hại với những video của MrBeast đã đưa ra. Là những video đấy chỉ là để thu hút tăng lượt người xem, lượt người đăng ký và không có đưa ra những từ thiện tốt. Mình nghĩ là một số video của MrBeast cũng có nội dung rất là độc hại và không nên thực hiện theo. Có cả video không tốt và có video tốt.
kiểu thử thách sinh tồn sống gì đấy. Mình cảm thấy video đấy rất là bình thường. Sinh tồn, nếu người ta bị sao người ta cũng bị chịu trách nhiệm, chứ liên quan gì đến người tẩy chay. Không liên quan gì đến tẩy chay mà người ta tẩy chay thì mình thấy rất cũng rất là vô lý. Nếu mình là người chơi thì chắc là rất là khó chịu ạ. Mà còn không muốn tham gia, không muốn chơi nữa. Vì là cái người quay người ta tự nguyện muốn như thế mà, thì người ta phải chịu chứ. Đấy, nội dung những cái đấy chỉ là hình phạt, và nếu mà vượt qua được cái đấy thì được rất nhiều tiền từ MrBeast. Mình thấy cái đấy rất là hay và thu hút những các giới trẻ xem ạ. Và cuối cùng là MrBeast please collab. Không chỉ có MrBeast mà còn nhiều YouTuber khác trên thế giới sau khi thành công cũng bị chỉ trích khi tạo ra môi trường làm việc độc hại cho nhân viên bởi họ không được đào tạo chuyên nghiệp. Hãy cùng xem những số tiếp theo của tin tức trên kênh YouTube của dự án We và FPT Play để cập nhật thêm về sự việc này nhé. Tôi có cốc trà sữa, tôi có bát hành, trà sữa hành. Tôi có bát mì, tôi có cốc trà sữa trân châu, mì trà sữa trân châu. Trà sữa hành, mì trà sữa trân châu, trà sữa trân châu mì hành. Nấu ăn là nghệ thuật, còn người đầu bếp chính là nghệ sĩ. Nhưng trong thời đại 4.0 này, nếu muốn thành công thì sáng tạo thôi có lẽ vẫn là chưa đủ. Nếu muốn lên xu hướng thì ta phải độc, phải lạ, phải khác thường thì mới thu hút được khách hàng. Mình chưa ăn đồ ăn độc lạ bao giờ ạ. Với cả cũng chả muốn ăn đâu, ăn đồ bình thường thôi. Chắc chắn là không rồi ạ. Vì những món ăn đấy bản thân mình ấy là đã thấy không có đúng với an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái món ăn nó rất là thú vị và độc lạ thì mình nên thử một lần. Cũng nên thử, tại vì kiểu có thể là nhỡ may mặc dù là nghe tên có thể kỳ lạ nhưng mà nó ngon thì sao? Mình nói thẳng là không, tại vì cảm thấy nghe đã không muốn ăn nữa. Mình phải ăn thử thì mình mới biết được nó mới ngon không. Mặc dù nghe những món đấy rất là kỳ quặc nhưng mà mình vẫn rất muốn thử. Có thể đấy là một điều hối tiếc trong đời, tại mình không được. Tại vì lỡ là món đấy là sẽ là món ăn yêu thích nhất của mình. Đấy, người ta muốn mở cho giới trẻ tham gia vào một cái trào lưu mới thử, để thử những cái đồ ăn độc lạ hơn và từ đó tạo thành một cái trend. Trong cuộc sống, ta muốn thử những món mới độc đáo và mới lạ. Ranh giới giữa sự sáng tạo và thảm họa thì đôi khi lại do các thực khách quyết định. Món ngon, hợp mắt thì sẽ tồn tại lại được lâu dài. Còn ngược lại, những món dở tệ thì sẽ thành các câu chuyện bàn tán của mọi người trên mạng xã hội. Cảm ơn bạn Trường Giang đã truyền tải cho chúng ta một thông tin rất đặc biệt. Bản tin của chúng ta tới đây đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của tin tức nhé.